Rồi, xin chào tất cả các bác nha. Quay trở lại shop của bên em. Bây giờ đầu tháng này, bây giờ đầu tháng này sẽ lên miễn ship toàn bộ cho mình nha. Giá trên sản phẩm đã bao gồm phí ship, bên em sẽ ship code nhận hàng kiểm tra thanh toán. Đây sẽ có một số dù như này. Đó, PE nha, có 3 size, 1.5, 2.3 chấm, một số ISO thì những dòng giá rẻ. Đó, đây qua nhìn cho em phôi hay da Daiko. Nó khoen ship ISO và hạ tây. Một số ISO khoen lớn, khoen nhỏ. À, đây có một con Ken Lab cho em cứng 136. Một số cần lục nha. Cứng tầm khoảng từ 25, 27, 30. Một số cần lưu thì máy ngang một khúc, nó cần zip và cần lưu máy đứng hai khúc cho này. Một số cần câu ngâm. Rồi, anh em cứ chốt đơn liên hệ Zalo nha, bên em sẽ hỗ trợ chụp hình để gửi của mình xem hơi kỹ hơn. Rồi ở đây thì em có cho mình là PE của dòng Winmax Pro nha anh. À, cái PE này thì anh em lấy một cuộn kèm cần em sẽ bao ship nha, còn mà lấy lẻ thì sẽ ba cuộn bao ship nha, một cuộn em không bao ship nha. Anh em lưu ý em ạ. Đây thì em có size cho mình là 1.5. Cái này là cuộn liền nha, một cuộn là 100m, anh em muốn 200m thì lấy hai cuộn, ba cuộn thì 300m nha, cuộn liền với nhau. Rồi cái này thì cước của dòng Winmax Pro Bluva size 1.5, thật là 0.205mm, tại cá 16,1kg, thêm cho đây mình câu lua nha. Đó, ba cuộn miễn ship 100.000 một cuộn ạ. Size số 2 thì nó to hơn một tí, size này thì 0.235, tại cá 18,5kg, cũng bên này mình câu lua cũng ngâm được nha. Ở PE màu xanh, cũng cuộn liền. Rồi size lớn hơn đây thì em có cho mình là size 3 chấm như này. 3 chấm này thì là tại cá mắt 28,5kg, 0.285mm nha. Đó. Lấy một cuộn thì kèm cần với bao ship như này. Rồi cần ở đây toàn bộ cần carbon, giá đã bao gồm phí ship, mã số 1, một con ISO khoen nhỏ, hàng Korea xuất Nhật, 5m4 độ cứng 1 nha. Đây, 5m4 cứng 1. Cứng 1 thì câu cảm giác, cho nên mình câu cá tráp, câu cá hanh thôi. Ngọn thì nó sẽ có là hai khuyên chạy trên ngọn, nóng hai vẫn có hai khuyên chạy này. Cái dòng này là carbon như này, carbon nó xoắn vân toàn thân, tình trạng cần thì nó có hơi cũ một tí thôi. Đó, còn lại thì ok hết này. Rồi 5m4 cứng 1 khoen phát Fuji Ryobi ạ, mã số 1, nặng 200g, ngọn 0.8 ly, giá 500.000. Đối với cần ISO bên em hỗ trợ xả cần tay, cần lộc thì hỗ trợ hạ phát nha. Mã số 2 Daiwa một con. Đó, ISO con này 5m3 và độ cứng 2. Con này thì nội địa Nhật này, made in Japan này. Đó, có mã code và tem vàng này, phôi hay da nha. Này phôi hay da. Cái con này cứng 2 tầm khoảng 4H cần tay nha. Đây 4H cần tay. Con này thì cái ngọn nó hạ xuống một tí rồi. Hiện tại nó hụt tầm khoảng vừa tầm 20 phân á. Ngọn lớn như này. Carbon trên này thì xoắn vân này, còn lõm dưới là carbon hay da này. Đó, đây qua nha. Con này hạ cần tay thì ngon, 4H cần ra thẳng tắp nha. 5m3 cứng 2 ạ. Pad Fuji Daiwa mã số 2, cân nặng là 250g, ngọn hiện tại 2 ly. Giá con này là 600 như này. Đây 600.000 biển ship toàn quốc nha. Đó. Số 3 ISO khoen nhỏ, cho đây mình câu cảm giác nha. Con này thương hiệu Daiko. Daiko thì made in Japan anh em biết rồi. Dài 5m3 và độ cứng 1. Đó, 5m3 cứng 1 và con này khoen Pad Fuji nha, xứ đá xám, cứng 1 câu cảm giác. Ngọn sẽ có 3 khuyên chạy trên ngọn này, lắm thứ hai có 2 khuyên chạy. Mấy con này thì câu tráp hanh đây, trong cứng tầm khoảng 3H cần tay. Đó, cho nên mình dễ hình dung hơn. Đó, tới độ cứng cần tay mình dễ hơn nha. 5m3 cứng 1 ạ, con này cân nặng được là 170g, ngọn 0.8 ly, mã số 3. Con này kể mức giá là 800 nha. Đây 800.000, Daiko Japan. Số 4 một con ISO hàng hệ, con này thì khuyên xích, thương hiệu là dòng NFT nha. Đây này FT, 5m3 cứng là 1.5, còn rất đẹp nha, con này có dòng Arenot và full dàn khoen full xích này. Tất cả lóng của mình đều có định vị này, này Greenline này, đó, định vị Greenline này có định vị lóng, định vị khoen. 1.5 thì rơi cho mình tầm khoảng vào 3-5H cần tay, ngọn cường sẽ có 4 khoen chạy này, Greenline này, này định vị nha, đường chỉ định vị hết này. Con này thì đây mình câu cảm giác thôi, đó, phôi xoắn hai da của dòng này FT Japan, Japan nha. Tình trạng thì ok hết cho mình ạ. Đó, đẹp sáng nha. Con này cân nặng được cho mình á là 185g, mã số 4, ngọn 0.8 ly. Con này gửi mức giá là 1 triệu nha. Đó, giá 1 triệu này. Đó, anh em mình muốn hàng xịn thì lấy những dòng như này có định vị khoen xích. Còn hàng thường thì nó cũng bình thường thôi, câu ok như này. Đó, Ryobi ở đây thì cũng có một con khoen xích cực đẹp. 5m3 cứng 1, dòng 2 Hi-Fi Carbon Tech như này. Đó, con này Korea xuất Nhật. Con này thì full cái dàn khoen full xích rồi, có rất là nhỏ nhẹ nha. Đó, khoen full xích hết này. Ngọn thì ngọn rất là nhỏ và sẽ có 3 khoen chạy trên ngọn. Con này đẹp như này,
còn này carbon xoắn vân. Độ mới cần này rơi cho mình tầm khoảng vào trên 95% á. Đó. Có lắp chụp kèm nha. Tất cả ISO bên này gửi đến mình đều có lắp chụp kèm hết ạ. 5.3 cứng 1 Pad Fuji Stylus như này. Đó, tình trạng đẹp sáng nha. Con này nặng được là chỉ có 160g thôi, mã số 5, ngọn 0.8 ly, giá 850.000 như này. Con này giá 850.000 nha. Rất là nhẹ nha. 5.3 mà nặng 160g. ISO hạ cần tay thì nó có một con cần này giá rẻ của dòng Shimano. Đó, con này hơi xước nè, con này thì là ISO hạ tay 4.5 cứng 2 Holiday Indo xuất Nhật này, có mã code này và cái tem vàng này. Đó. Con này thì nguyên cái dàn khoen của mình đều là dàn khoen của mình thì được tháo này và được cuốn chỉ này, phụ keo hết rồi đây. Đây cuốn chỉ phụ keo. Con này thì ngọn của mình thì hiện tại ngọn lớn 1.5 ly và con này thì là cần carbon nha anh em, xoắn vân. Rơi cho mình tầm khoảng 4H cần tay nha. Đó, tình trạng con này thì có hơi xước này. Nó có hơi xước nha. Xước sơ ở ngoài này. 4.5 cứng 2 tầm khoảng 4H cần tay. Được cuốn chỉ và phụ keo hết nha. Đó. Nặng là 160g ạ, ngọn 1.7 ly, mã số 6, giá 400. Bao gồm phí ship nha. Đó. Ở đây thì em có một cặp dây trong, cặp dây trong cực kỳ đẹp của đây qua. À, hai con này cũng dạng câu cảm giác thôi. Đây. Của dòng Mazda nha anh em, một con 5.3 cứng 1.5 và một con cứng 1. Đó, bản này thì của Thái Lan xuất thị trường Nhật. Pad Fuji Stylus cứng 1.5 thì nó sẽ nặng hơn một tí. Rồi em sẽ cho mình xem con thông số là con thông số cứng 1.5 trước đi. 1.5 như này. Đó, rất đẹp nha. Và khoen khít thì ok này. Đây, nhìn kỹ nha. Đỡ bu thì tháo ra vệ sinh được và con này cứng tầm khoảng 3H tính theo cần tay thôi. Nói chung là thích hợp cho anh em mình câu cảm giác nha. Đó, câu tráp nha. Đó, câu tráp bờ kè này. 1.5 thì tầm khoảng 3.5H. Nặng là 200g, ngọn 3 ly, mã số 7, 900.000. 900 nha. Đây qua. Con này cứng 1 thì nó sẽ mềm hơn một tí. Con này nhẹ hơn 195g, ngọn 2.8 ly, 5.3 cứng 1. Cái con cứng 1 này thì nó sẽ có một cái lắp chụp kèm này. Đó, lắp chụp kèm như này. Của đây qua rất đẹp. Cần thì ok hết, đỡ bu vẫn tháo ra vệ sinh được và phôi như nhau như này. Hai con này phôi như nhau. Đó, ISO dưới trong. Đẹp nha. Rồi cứng 1 thì nó rơi cho mình tầm khoảng 3H cần tay thôi. Đó, câu tráp 24 đục nha. Con này nhẹ hơn 195g, ngọn 2.8 ly, mã số 8, giá 900 luôn ạ. Đó, Thái Lan xuất Nhật nha. Hai con như nhau. Rồi, ISO khoen lớn thì em sẽ có hai con, một con của dòng NFT. Con này thì dòng Arenos 5.2 độ cứng 3. Cứng 3 tầm khoảng 5H cần tay. Đó, và tất cả dàn khoen full xích như này. Đó, khoen full xích. Cái ngọn cần thì sẽ có định vị đủ này, sẽ có 1 này, 2 này, 3 khoen chạy định vị này. Nó cái dòng Arenos có định vị như này. Cứng 3 thì nói chung là nó tầm 5H cần tay ra thẳng tắp rồi. Đó, ISO khoen lớn thì mình quăng đi xa hơn. À, hai cái lóng, hai cái khoen chạy con này đều là khoen đề ba là khoen chạy như này. Đó, khoen cũng là khoen full xích hết. NFT nha. 5.2 cứng 3. Rồi pad của mình là pad vặn này Fuji Arenos chính hãng của NFT. Nặng là 300g ạ, mã số 9, ngọn 1.7 ly. Con này gửi mức giá là 1.200.000. Đây 1.200.000 nha. Khoen xích hết chứ này. 1.200.000. ISO hàng hệ thì em sẽ có một con của dòng Shimano. Con này thì anh em mình cực kỳ hiếm như này. Đó. Con này thì 5.3 này, có chế độ zoom 5.5 và độ cứng 3. Con này bản Japan nội địa Nhật, rất là mới nha. Và full cái dàn khoen của mình là khoen full xích hết này. Đó, dàn khoen full xích như này. Đẹp nha. Anh em nhìn kỹ này. Ngọn này sẽ có 1 2 3 khoen chạy này. Đây. Lóng thứ hai có định vị nha, green light này. Đây có đường chỉ định vị hết này. Độ mới con này thì nó rơi cho mình tầm khoảng vào trên 95%. Con này có zoom hay lắm như này. Để cho mình xem zoom này. Đó, phôi rất đẹp nha. Cứng 3 có zoom. Rồi con này zoom ở cái pad nha anh em. Muốn coi 5.3 thì câu ngang đây, còn muốn coi 5.5 á. Đây, con zoom mình ra. Nó zoom mình gốc ra nha. Đây gốc dài thêm một tí nữa. Đó là 5.3 zoom 5.5 này. Đó, Shimano. Tổng cân nặng của cần là 380g, ngọn 1.8 ly, mã số 10. Giá con này là 2 triệu như này. Đó, giá 2 triệu nha. Cực cực đẹp. Tiếp theo mã số 11, em có một con dòng Kenlab như này. Đây một Kenlab đây qua. Cực kỳ mới này. Con này hàng hiếm như này. Kenlab carbon 36 và độ cứng là 100. 100 thì anh em mình dạng câu ISO biển đánh đầu cần, săn hàng được này. Dạng khoen Fuji dạ quang.
hỗ trợ cho anh em mình câu băng đêm tốt hơn. Ngọn sẽ có 3 khuyên chạy, 100 thì cứng bạo lực rồi. Đó. Tình trạng thế này nha. Phôi rất đẹp nha. Đấy, phôi xoắn hai da rất đẹp. Đó, phôi xoắn hai da. Dạng khoen Fuji dạ quang nha. À, 3m6 và độ cứng là 100. Daiwa Kenlab mới tầm khoảng trên 90%. Con này cân nặng được là 428g ạ, ngọn 3.3 ly, mã số 11. Con này gửi mức giá là 3 triệu nha. 3 triệu miễn ship. Anh em muốn hạ tay hạ tiết thì bên em hỗ trợ hết nha. Rồi đây em có một số cần lục này. Đây một số cần lục. Ở đây thì tiếp theo thì một con cần lục của dòng Long Bem. 4m05 và cứng 27, thương hiệu Daiwa nha. Con này Taiwan xuất thị trường Nhật. Pad Fuji Stylus và khoen của mình đều là khoen Fuji. Cái bản này thì có định vị đầy đủ này. Đó, định vị cho nên khoen xích nha. 27 thì đánh đầu cần gần bờ. Đây green lock cho này. Số lượng là 4 lóng nha. Đây, con này thì có định vị lóng, định vị khoen hết cho mình ạ. Tình trạng cần thì ok nha này. Nó có xước sơ ngoài sơn. Đó, nó rơi cho mình tầm khoảng vào 9%. Đó, xước ngoài sơn sơ thôi. Dạng quẹt quẹt lông mèo nha. Đó, không ảnh hưởng gì cho mình. Đến phôi ạ. Pad còn nguyên zin nha. Bên em hỗ trợ hạ pad theo yêu cầu. Cân nặng là 390g ạ, ngọn 2.7 ly, mã số 12. Giá là 1 triệu 6 nha. 1 triệu 600 ngàn ạ. Cần lục ở đây thì em có một con cứng hơn. Con này thì dòng C. C là 30. Con này của Shimano. Spin Joy 4m25 cứng CST 30 ạ. China xuất Nhật này. Có mạng có tem vàng. À, con này thì Pad Fuji F7. Dàn khoen có mình là dàn khoen Fuxit. À Fuji xứ xám nha này. Nhầm nha. Khoen xích là khoen đen nha. Cái bản này thì không có định vị nha. Đó. Sẽ có 2 khoen chạy và 4 lóng. Phôi thì là carbon xoắn vân màu xanh này. Đây, tập thể này. Tình trạng thì ok nha này. Trên 90%. Cân nặng của cần là 490g ạ, mã số 13, ngọn 2.7 ly. À, mã số 18 chứ. 13 nha này. Em nhầm, giá con này là 1 triệu rưỡi ạ. 1 triệu 500 ngàn. Rồi, anh em muốn cứng hơn, đánh bạo lực, quang xa bờ thì em có một con cần lục của dòng Shimano súp mắm tôm như này. Con này bản Japan nội địa. 425 và cứng là BST. Đây cái bản này cực kỳ hiếm nha. Đó, 425 BST. Cái dòng thì D và C thì có nhiều như này. B thì anh em biết cực kỳ hiếm. Dạng khoen full xích và cái bản này thì phôi hai da này. Đó, có định vị này, 1 này. Hai khuyên chạy định vị này. Đó, số lượng 4 lóng nha. Số lượng 4 lóng. Tình trạng cần thì nó sẽ có xước sơ sơ ngoài thôi. Đó, quẹt quẹt ở ngoài này. Còn lại thì ok cái này. Dạng khoen full xích hết ạ. Rồi 425 BST, pad còn nguyên zin chưa hạ. Con này cân nặng được đó. Là 451g, ngọn 2.9 ly, mã số 14. Con này gửi mức giá là 4 triệu 8 nha em. Đây, 4 triệu 800 ngàn. Đây, đánh đầu cần gần bờ thì sẽ có một con cần lục. Con này thì của dòng NFT nha em. Của dòng Power Love nha. Dòng Acid 4m2 cứng 25 ạ. Tầm khoảng EX. Cái bản này thì không có định vị, khoen Fuji xứ đen. Và phôi nó xoắn tích hai da từ gốc tới ngọn này. Đó, hai chai có ngọn nha. Ngọn sẽ có là hai khuyên chạy trên ngọn này. Đó, số lượng đi kèm là 4 lóng này. Đó, số lượng đi kèm là 4 lóng nha. Đó, tình trạng con này thì ok hết này. 4 lóng, phôi xoắn hai da. Khoen pad Fuji ạ. À. Cân nặng được cho mình là 400g, ngọn 2.5 ly, mã số 15. Con này gửi mức giá là 2 triệu như này. Đó, giá 2 triệu nha. Cái bản này thì Japan nội địa Nhật. Cần lua tiếp theo thì em có cho mình một số cần lua một khúc máy ngang. Ở đây thì em có một con cần lua cho nên mình lua nhé thật bạo lực này. Mã số 16 là của dòng Masograph. Dài 1m95 cứng MH ạ. À. Tải mồi mát là 28g, tải cá tầm khoảng 9kg. Bản Japan như này. Máy ngang một khúc nha, MH thì dạng cứng rồi. Tất cả dạng khoen full xích này. Đây, khoen full xích nha. Đó. Dạng khoen full xích trên thì một chân, còn dưới là 2-3 chân hết nha. Cực kỳ là chắc chắn luôn. Cái bản này thì anh em mình lùi nhất thực. Nháy hơi được nha. Rồi bên này thì bên em vẫn miễn ship toàn quốc nha này. Theo giá trên cần. Nặng là 135g, ngã số 16, ngọn 2.4 ly. Giá là 1 triệu 200 ngàn. Đây 1 triệu 2 nha. Rồi cần lô tiếp theo thì em có một con cần lô hàng hệ của dòng Abu. Con này cũng là cần lô máy ngang như này. Một khúc ạ. Con này Abu dòng Hornet như này. Hornet dòng Stinger Plus. Dài 6,6 là 1m98 cứng M, tải mồi tầm khoảng vòng 14g, tải cá tầm khoảng 6kg thôi. Con này thì rất là mắc nha. Con này thì mới có cần tầm khoảng vào 7 triệu mấy nha. Đó, 7 triệu mấy nha. Con này mới đẹp trên 95%.
nó chỉ thiếu cho mình mỗi cái bao vải thôi. Nó Abu, có đại bản China xuất thị trường châu Âu này và thị trường Nhật nha. Còn thì Việt Nam mình mới không có bán đâu. Em mua thì có, mua trong thị trường châu Âu mới có thôi. Rồi cái ngành M thì con này cũng dạng vừa thôi, trong anh em mình lùa nháy hơi chứ được thôi nha. 14 gram. Đó. Tình trạng ok nha. Một khúc nha. Có đề nặng là 108 gram, ngọn là 1.2 ly, mã số 17. Con được gửi mức giá là 2 triệu 200 ngàn. Đấy, carbon nano này. Cái bản này thì em biết rồi. Giá mới tầm khoảng 7 triệu mấy. Ở bên thị trường châu mới bán nha, rất là mắc. 2 triệu 2 ạ, thiếu một cái bao vải thôi, cần còn mới lắm. Rồi mã số 18 là một con cần lưu một khúc máy ngang luôn. Con này thì của dòng Daiko này. Daiko dòng Bluder. Dài 6,3 là 1m89. Cấn anh mời này, đó tại mồi là tầm khoảng vào 21 gram tại cá 9 kg. Daiko thì Japan nội địa Nhật. Tay cầm con này thì nó bằng cán bần. Mấy con kia thì nó có cần cán gỗ, cán bần này, cán mút này. Còn con này cán bần như em, cán gỗ Pat Fuji. Giang khoen full sit gold nha. Đó, con được cái giang khoen, các bạn là khoen full sit gold. Khoen hàng hệ này. Đó, khoen hàng hệ này. Con này thì anh em mình lưu với thật nhé, hơi được nha. 21 gram. Đó. Khoen xích nha, ba chân hết. Rồi tổng thể con này thì còn ok. Cân nặng có cần được là 130 gram, ngọn 2 ly, mã số 18. Giá là 1 triệu 200 ngàn. Đó, 1 triệu 2 này. Thành câu Bluder. Cần zip máy ngang thì ở đây có một con cần của dòng Saurus. Cái bản này thì bản Japan nội địa Nhật này. Đây của dòng sắt Water Sportman. Dài 7,6 là 2m28 ạ. Độ cứng con này thì ra cho mình tầm khoảng vào MH hơn. Tại lure 80 gram thì ở đây mình zip ra cho mình tầm khoảng 150 gram được. Tại cá mắt 30 lờ bao nha em. Saurus này thì cái bản này thì Japan nội địa Nhật. Đó, 100%. Dạng khoen full zip, tay cầm cán mút bắt vặn Fuji. Ba chân hết nha. Con này dạng cần câu zip máy ngang. Con này thì đa năng, anh em mình câu ngâm câu đáy được nha nè. Đó, nó sử dụng máy ngang nha. Đó, zip này. Khừng bên chân hết. Cân nặng được là 290 gram ạ, ngọn 2.2 ly, mã số 19. Con này gửi mức giá là 2 triệu nha nè. Đó, giá 2 triệu nha. Rồi 20 thì em có một con cần lưu 2 khúc máy đứng, thương hiệu của mình là dòng Masograph mới tinh chưa xài qua nha nè. Con này thì cho anh em mình lưu nhất thật nè. Lưu nhất thật nha. Masograph mới tinh chưa xài qua. Con này thì của dòng Masograph Sopara. Đó, thông số ngay sẵn như đây trên hộp này. Dài 8,3 là 2m49, cứng ngành MH ạ. À. Thông số tại mồi từ 5 này đến 30 gram tại cá 2PE, tại PE 2 chấm. Thì anh em mình nhìn cái thông số là biết này. Con này sử dụng PE 2 chấm thì mát cá tầm khoảng 18,5 kg này. Đó, PE nha em, 2 chấm tầm 18,5 kg. Thì con này dạng như là anh em mình lưu nhất thật nhá, hơi được này. Mới tinh chưa xài qua nha. Pat Fuji Masograph dàn khoen Fuji này. Đó, cứng mới cứng nha. Cứng mới cứng nhá. Đây, tập thể thế này. Con này giá thị trường ra cho mình tầm khoảng 1 triệu 8 thì hôm nay sẽ sale cho mình giá còn 1 triệu rưỡi này. Mã số 20. 1 triệu 500 ngàn. Đó. Rồi hai con cần câu ngâm giá rẻ đây. Cho nên mình chơi như này. Đây có một con cần Hechi mã số 21. Con này thương hiệu của mình là dòng Olympic, dài 2m4, cứng 30 ạ. Cần carbon, khoen Pat Fuji hết này. 30 như này, ngọn của mình là ngọn tháp nha. Đó, ngọn tháp, ngọn đặc. Tổng thể thế này. Rồi, Pat Fuji F7. Con này là cần Hechi câu bè, gúc bằng cán gỗ này. Đó, cán dẹp nha. 2m4, cứng 30 ạ. Con này cân nặng là 190g. Mã số 21, ngọn 1.4 ly. Giá con này là 450 nha. Miễn ship toàn quốc, 450 ngàn. Rồi cuối cùng là một con cần 3 khúc cho anh em mình đánh chết câu ngâm. Con này thì thương hiệu là dòng Ryobi, sản xuất tại Hàn Quốc. Dài 3m và cứng tầm khoảng vào 50. Dạng khoen Fuji 3 chân xứ xám. Đầu bu xích chống xoắn này. Đó, xích chống xoắn như này. Cần rất đẹp nha, tay cầm cán bút. Bắt vặn Fuji DPS này. Đó, 3 khúc nha, câu ngâm lan xe ạ. Con này thì cân nặng được cho mình là 300g, ngọn 1.8 ly, mã số là 22. Giá 600 ngàn. 600 nha. 3 khúc rất đẹp. Rồi anh em cứ quan tâm những mẫu đây thì inbox nha, bên em sẽ hỗ trợ chụp hình từng mẫu gửi cho mình xem kỹ hơn. Chúc em có một ngày tốt lành, đi câu nhiều cái nè, nhiều sức khỏe, hẹn gặp lại lần sau ạ. Có xem video được cho em được đăng ký bật thông báo nha, vì em video sẽ lên thường xuyên, hàng cập nhật liên tục cho mình nha.